Mình tên là Nhật, năm nay 27 tuổi và hiện tại thì là mình đã có 4 bé rồi. Nhà mình có 3 bé trai và 1 bé gái. Trước đây ý, thì mình nuôi 2 bé nhà mình vất vả lắm. Một mình cứ quây quần bên con mà cảm giác nó stress nặng luôn ý. Lúc đấy có nghĩa là mọi thứ cảm giác như là mình bị trầm cảm đến cái mức độ như vậy luôn ý. Cho con ăn thì hai mẹ con cứ như là đánh vật. Xúc cho con ăn một bữa cơm thì phải đến hàng tiếng đồng hồ. Nó còn chưa xong mà không hiểu là con ăn cái gì mà cứ ngậm trong mồm thôi, không nuốt. Đấy, cứ nhai ngậm trong mồm thôi. Đấy, con vừa ốm vặt này, xong rồi táo bón này, xong rồi còn lười ăn nữa, xong rồi chậm tăng cân. Nói chung là tất cả các gọi gì, cái gọi là xấu nhất thì nó dồn nén vào hết trong mình luôn ý. Thật sự mình rất là lo. Thì là cũng tìm giải pháp, thì là cũng đi đến bác sĩ để khám. Thì bác sĩ cũng tư vấn và cũng nói là con nhà mình thiếu chất dinh dưỡng. Thật sự là con nhà mình nó lười ăn vô cùng, không hiểu là dinh dưỡng ở đâu để nó bổ sung vào cho con. Thì cũng tìm hiểu thêm thì bác sĩ cũng có nói là mình nên cho con sử dụng thêm những cái loại sữa non để bổ sung cái dưỡng chất cũng như là cái sức đề kháng cho con, để cho con có một cái gọi là đề kháng tốt hơn này, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Mình thì cũng tìm hiểu trên rất là nhiều các hội nhóm thì thấy là cũng có rất là nhiều mẹ review này, cũng như là tư vấn là sử dụng cái sữa Goldilocks Grow ấy. Thì mình cũng đang suy nghĩ là không biết là nó có thực sự tốt như vậy hay không. Khi mà được các mẹ tư vấn ấy thì mình cũng tìm hiểu. Và đây là cái dòng sữa non mà kết hợp với tinh chất tổ yến dành riêng cho trẻ từ 0 đến 10 tuổi. Và có lượng protein này, rồi các kháng thể này, rồi vi chất này, rất là nhiều. Điểm đặc biệt là ngoài cái vitamin khoáng chất cần thiết thì nó còn bổ sung thêm cả hoạt chất có lợi cho sức khỏe nữa, như là chất xơ hóa tan này, probiotic này, rồi IgG này, rồi chất béo omega 3 này, rồi lysine này, choline này, rất là nhiều, và cho hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn gấp nhiều lần so với những loại sữa thông thường. Và quyết định là sẽ mua sữa non Goldilocks Grow về cho con để sử dụng. Mỗi ngày ý, thì mình cho con uống 2 lần, và mỗi lần thì mình cho con uống từ 4 đến 50ml. Và ngày trước ý, thì bé nhà mình thì thường không thích uống sữa đâu, nhưng mà cứ pha xong rồi con cứ chối đây đẩy. Nhưng mà từ khi mà mình chuyển sang cái dùng sữa non Goldilocks Grow ấy thì con lại uống rất là dễ dàng, mà uống một phát luôn là hết luôn. Xong rồi lại còn cười nữa. Thật sự mình thấy rất là vui khi mà con thích uống sữa. Thì trộm vía là một thời gian ấy, thì con nhà mình là bắt đầu là ăn ngon hơn này, ngủ ngon hơn này, rồi chịu khó chơi một mình mà không còn quấy khóc như trước nữa. Mình thấy rất là nhàn luôn ấy. Ngoài ra ấy, còn một điểm nữa mà mình cực kỳ là yên tâm ở cái sản phẩm này, đó chính là các nguyên liệu này, có giấy tờ cấp phép rõ ràng này, rồi cái nguồn sữa non được nhập khẩu chính ngạch từ Mỹ, rồi có giấy tờ nhập khẩu rõ ràng luôn. Thế nên là mình hoàn toàn yên tâm cho con sử dụng sản phẩm này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.